Mọi người ăn mẻ nhiều rồi, nhưng mà có biết con mẻ làm bằng cái gì và được làm như thế nào không? Nếu mà chưa biết thì hôm nay Mỹ sẽ chia sẻ cái cách làm mẻ ở nhà của Mỹ cho mấy bạn nha Lúc gài ở dưới quê Mỹ là ruộng ngập hết trơn rồi, cho nên là nó mọc lên mấy cái bông súng trắng này nè Và cái bông súng này là chỉ có mùa nước mới có thôi, còn khi hết nước là nó cũng hết luôn Cái cọng của nó thì nhỏ và nó rất là mềm, ăn thì nó ngon hơn là cái bông súng đỏ mà mình mua ở ngoài chợ nha ngâm bông súng ở đây cho tươi rồi bây giờ mình đi làm cơm mẻ nè hồi đó là Mỹ hay thắc mắc như mấy bạn lắm là làm cơm mẻ như thế nào tại vì bình thường á là mẹ Mỹ kêu Mỹ đi qua nhà hàng sớm xin một cái chén là có mẻ sẵn rồi mình về thì mình sẽ bỏ vô cái hũ mình nuôi khoảng bốn năm ngày thì mình sẽ cho vô một cái chén cơm rồi từ từ nó sẽ lên men cái nó thành cái hũ mẻ đầy lên cái mình ăn từ từ nhưng mà lỡ không có cái chén mẻ gốc thì mình làm sao mình có được cái chén mẻ đây thì giờ Mỹ làm nè khi mà nấu cơm á thì mình sẽ chắc lấy cái nước cơm nè, mình sẽ đổ ra một cái tô và để cho nó nguội nha. Mình có thể nấu cơm củi hoặc là cơm điện cũng được nha, miễn làm sao á là có được cái nước cơm á là được rồi, chứ không có phân biệt cơm củi hay cơm điện nha. Cái đồ đựng cơm mẻ thì mấy bạn có thể là đựng trong cái hũ thủy tinh, hũ nhựa hoặc là hũ sành đều được nha. Hôm nay á thì mình sử dụng cái hũ sành nè. Cái hũ này đó là khoảng 40 năm á, từ thời mẹ của Mỹ ra riêng tới giờ á, là được cho cái hũ này nè. Và mình phải rửa sạch sẽ trụng nước sôi nha. Tại vì khi mình làm mẻ là phải kỹ Nếu mà nó dơ thì nó sẽ không có làm được mẻ đâu Nó sẽ bị hư á Bây giờ Mỹ sẽ cho cơm vô nè Cơm này là cơm mình nấu chín rồi Và mình để cho nó nguội Có nghĩa là cơm mới để nguội Chứ không phải là cơm cũ cơm thiêu nha Rồi sau đó Mỹ sẽ cho cái nước cơm hồi nãy Mà mình để nguội vô nha mẹ sẽ trang cho tới khi nào á thấy nó xăm sắp cái mặt cơm như vậy á là được rồi mình sẽ lấy một cái đũa mình trộn đều lên rồi mình đậy hờ cái nắp lại để tầm khoảng một tuần á là mình có cơm mẻ rồi đó nhưng mà mỹ nghĩ á nếu mà lần đầu mấy bạn làm á thì mấy bạn nên làm trường hao khoảng hai ba hũ nếu như mà cái hũ này á nó hư nó không có thành mẻ thì mình còn cái hũ khác để xây cua nha đây đây là cái hũ cơm mẻ mà mẹ mỹ nuôi được cả năm rồi đó mấy bạn nhìn kỹ á trên cái thành nè nó sẽ có những cái con mẻ nó bò nhúc 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 như thế này nè nhiều bạn nhìn á thì cứ nghĩ đó là con giòi nhưng mà không phải giòi nhưng đây á, là con mẻ đó cơ mẻ thì mình cũng làm được rất là nhiều món luôn mấy bạn có thể làm gia vị cho các món chấm ốc nè hoặc là mấy bạn có thể thay me với giấm nó nấu canh chua nữa canh chua hôm nay á thì mình sẽ sử dụng là cá rô với lại là cái bó bông súng hồi nãy mỹ mới hái đó nước sôi á thì mỹ sẽ nêm gia vị vô rồi mỹ sẽ cho cơ mẻ vô đây nè rồi mình lượt đi nếu mà bạn nào mà thích ăn cái thì mình để luôn nhưng mà mỹ không thích lần cọn cho nên là mỹ lượt ra rồi sau đó là mình cho cá với lại bông súng vô thôi nấu canh chua với cà mẻ thì nó cũng đơn giản lắm giống như mình dùng me vậy thôi à nhưng mà cái nước cơm mẻ thì nó rất là thanh, ngọt và thơm nha mẹ thấy á, mà bông súng á, nấu canh chua với lại cơm mẻ thì nó lại hợp hơn là nấu với me hoặc là chanh hoặc là giấm nha còn khi mà có được cơm mẻ rồi á, thì mấy bạn muốn cho nó nhiều lên á, thì khoảng 4-5 ngày á, thì mình cho vô một cái chén cơm cơm nóng để nguội rồi như vậy á, là từ từ cái nó lên men cái thành một hũ cơm mẻ đầy cho mấy bạn à